Việc tìm đến các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp nếu không cẩn trọng cũng có thể gây nguy hiểm khó lường. Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị áp xe lớn ở vùng ngực sau tiêm chất làm đầy tiêm filler để làm tăng kích cỡ vòng một. Đáng chú ý, trường hợp này gặp tai biến sau khi tiêm filler lưu động tại khách sạn thông qua những trang dịch vụ làm đẹp trên mạng xã hội. Bệnh nhân nữ 26 tuổi ngụ tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến khoa thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh khám trong tình trạng ngực sưng to, đỏ, có mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó có tiếp cận một tài khoản Facebook ở Hà Nội quảng cáo tiêm filler nâng ngực. Hai bên thỏa thuận gói tiêm giá 25 triệu đồng, thực hiện tiêm tại khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiêm được một tuần, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, đau nhức và sưng đỏ ngực phải. Siêu âm ghi nhận chất làm đầy rải rác trong mô mềm, có ổ áp xe lớn ở ngực bệnh nhân. Sau vài ngày điều trị, khối áp xe tự dở, chảy nhiều mủ và filler ra ngoài. Các bác sĩ phẫu thuật bơm rửa não để lấy ra nhiều mủ và chất làm đầy. Các bác sĩ khuyến cáo là phụ nữ muốn tăng kích thước ngực nên lựa chọn các phương pháp an toàn như là đặt túi ngực, cấy mở. Có nhu cầu tiêm filler làm đẹp phải đến cơ sở y tế để được cấp phép. Tuyệt đối là không tiêm filler lưu động để tránh tai biến. Và thời gian gần đây thì ghi nhận nhiều trường hợp tai biến sau tiêm filler ở các cơ sở thẩm mỹ chui, trong đó là có trường hợp tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực tại khách sạn.